cùng với bọn hắn cùng một chỗ trở về còn có mấy đài hắc cấp cơ giáp cơ giáp mở ra từ bên trong đi tới mấy tên quân nhân giải trừ trên người đấu khải về sau cũng vây sang đi xem tiền lỗi lam hiền vũ nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn liền thấy mấy phi này hắc cấp cơ giáp tất cả đều hướng về hắn rũi sau ngón tay cái lại chỉ chỉ tiền lỗi châu Quân nhân yêu ghét là đơn giản nhất trực tiếp, trên chiến trường dũng khí là bọn hắn nhất tôn trọng. Huống chi tiền lối lúc trước đã không chỉ là dũng sĩ đơn giản như vậy. Cứ như vậy một lát sau, hắn một người sẽ chết 200 nguyên long, còn bao gồm cả bốn đỏ cấp 6 nguyên long. Này phần bá đạo thực lực thật sự là thật làm cho người ta rung động. Đây tuyệt đối là mãnh tướng. Cái này nếu có thể gia nhập quân đội tuyệt đối có tiền đồ. Vốn là chuẩn bị tới nhận thức một chút, lại phát hiện ra tiền lối là đã ngất vậy liền ở bên cạnh nhìn một chút sau một lát tiền lỗi sinh mệnh kỳ tức đã ổn định trở lại vô luận là hải thần hồ nước còn là sinh sinh bất tức quả đều có vô cùng đồng đậm sinh mệnh lăng lượng đèn bù hắn lúc trước thâm hụt khả năng cần thời gian nhất định nhưng mà ít ra không có nguy hiểm phong tử người đem hắn đưa trở về nghỉ ngơi địa phương khiến cho hắn nghỉ ngơi đi la miền vũ lúc này nói với lưu phong lưu phong nhẹ nhàng gật đầu cõng lên trên tiền lỗi liền đi la miền vũ nhìn về phía đồng bạn rồi nói tiền lỗi biến hóa trách ta hắn hoàng kim bỉ mông hàn là huyết mạch vấn đề mới vừa rồi đột phá không thể nào vững chắc đưa đến huyết mạch bùng nổ trong thời gian ngắn không thể nào để cho hắn chiến đấu cần điều trị một thoáng đường vũ cách nói cũng không thể nào trách người bởi vì chúng ta cũng không nghĩ đến sẽ có trình độ tình huống như vậy phát sinh có điều kỳ thật hiệu quả rất tốt khiến cho hắn sang này phóng thích ra một thoáng cũng có thể nhanh chóng cùng với năng lực của mình dung hợp cho hắn khôi phục lại, liên cơ bản trưởng khống chính mình lực lượng Hiên vũ ta cũng muốn thử một chút Vòng tiếp theo thời điểm để cho ta tới chủ công đi Làm hiên vũ sững sờ, ngươi muốn thử một chút gì Đường vũ cách nói, giống như tiền lỗi như vậy Mạnh sau một thoáng, ngươi không có phát hiện sao Vừa rồi hắn mang kéo xẻ khát máu của hóa thời điểm chiến đấu Đối với năng lực của bản thân trưởng khống càng ngày càng thuần thục Lực lượng cũng càng ngày càng mạnh Dĩ nhiên thì là đằng tiểu hào sinh mệnh lực, nhưng đây cũng là cùng với tự thần lực lượng kết hợp. Loại phương thức này ta cảm thấy rất tốt, mà cái này là chiến trường chân chính. Có chân chính áp lưng cùng với kẻ địch, ta cũng muốn thử một chút. Dùng xúc tiến ta sớm ngày ngừng tụ ra hồn hạch, chỉ cần có được hồn hạch ta mới tính là chân chính hồn thánh. Mà lại ngược để yên tâm, ta sẽ không giống cái kia dạng mật khống chế, ta chỉ là muốn toàn lực ứng phó chiến đấu một trận. Được rồi, cái kia mọi người chúng ta che chở ngươi. La Minh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đường Vũ cách mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài, đáy mắt lộ ra kiên định hào quang. Trước đó vẫn luôn luôn là không có xuất thủ qua nguyên lần hủy hủy tại cách đó không xa như xem nắng. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy đường vụ cách giống như thật sự không đồng sáng, nàng xấu như đúng là lớn rồi. Đúng vậy, chính mình cái này tỷ tỷ đã 17 tuổi, cũng nhanh muốn 18 tuổi đi, 18 tuổi là thành niên tuổi tác, mấy năm ở chung xuống tới. Mặc dù bọn hắn tình cờ vẫn sẽ có một chút khó chịu, nhưng cơ bản là sẽ có thể thản nhiên ở chung được, dù sao thì mọi người đều đã lớn. Trải qua bốn vòng chiến đấu, quân đội cờ sắp sửa nhóm cũng cần lần nữa trình đốn, làm mình vũ cũng làm cho đồng bạn nhanh thừa cơ nghỉ ngơi. Vũ Thiên tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói Đội trưởng đã nói xong người phối hợp tà giết địch Chúng ta ở lúc nào tới Lam Hiền Vũ nói Vũ cách nói vòng tiếp theo nàng chủ công rèn luyện với đột phá năng lực Ngươi chờ một chút đi Vũ Thiên nhìn thoáng qua đường vũ cách Cảm giác mình không thể nào chiều vào Vậy liền chờ một chút đi Hắn sau đó lại có một chút nhằn nhó nói ra Ta mạch đào cũng cần rèn luyện người một cái trẻ dành to xác nam cùng với thiếu nữ sinh giống như là cái gì Làm minh vũ một hồi ác hán vũ thiên cười hàng hắc sẽ khóc hài tử có sữa ăn đôi trường rồi không à lão đại người muốn cho ta quà đã nghiến ta khi thế kia là cần thai nghén trước đó một đào chém chết một đầu tinh phách nguyên long ta đối với đào phách cảm ngộ già rõ ràng tăng lên một đoạn dài được rồi biết rồi làm mình vũ dĩ nhiên là có thể cho mọi người phần tách xà tác chiến, thế nhưng mà như vậy nhất định là như trước có nguy hiểm vì lý do an toàn hắn không thể nào để cho bất luận cái gì người mạo hiểm. Đoàn đội tác chiến có khả năng lẫn nhau hợp tác cũng có thể lẫn nhau bảo hộ. Lần này chỉnh đốn thời gian kéo dài đến một giờ lâu, làm cho tất cả mọi người đều chiếm đường đầy đủ nghỉ ngơi. Cơ giáp sư nhóm đã lại đổi sang một nhóm Quân đội bên kia cũng có người tới nói cho bọn hắn Bọn hắn đã làm rất nhiều Có thể tùy thời triệt hạ ra đi nghỉ dưỡng sức Nhưng là Miền Vũ lại không cho rằng hiện tại hắn đã triệt hạ đi Trình đốn thời gian có rất nhiều Bọn hắn mặc dù cũng có tiêu hao Nhưng có làm mộng cầm tại đó kéo dài chiến đấu vẫn là có thể hiện tại vẫn chưa tới bọn hắn lúc nghỉ ngơi mà vòng bảo hộ bên ngoài nguyên lòng bay dấu nhờ cũng đã không có muốn rút đi ý tứ rất có không chết hết không tính trong mùi vĩ đầu kia thân hình to lớn nguyên lòng đã không tiếp tục công kích chẳng qua là ở phía xa lạ lùng nhìn xem bọn hắn bên này hướng đi ánh mắt lạnh như bằng thâm thúy mà trầm tĩnh dấu như cũng không có điên cuồng mùi vị ở trong đó Vòng thứ năm trên đấu bắt đầu, vòng bảo hộ lại một lần nữa mở ra, Lần này sông tới mạnh mẽ nguyên long số lượng đến càng nhiều, trong đó cường hạn nhất là vượt qua 50 đầu trở lên cấp 6 nguyên long còn có 3 bốn trước tiền trước chiến trường chưa bao giờ xuất hiện qua, thân cao vượt qua 10 mét đại sa hỏa. Cấp 7 Nguyên Long Trên chiến trường lần thứ nhất xuất hiện ra cấp 7 Nguyên lòng loại tồn tại này Cái này một chút cấp 7 Nguyên Long không chỉ thân thể càng lớn Mà lại bộ dáng cũng có một chút khác biệt Chúng nó nhìn qua có điểm sống là cự lòng dáng vẻ Chẳng qua là thân thể càng thêm tò mong Sau lưng mọc ra một đôi cũng không thể nào để chúng nó bay lượn cánh Lại giống như là có giúp chúng nó cải thiện xa thể trọng phụ tải tác dụng Có thể làm cho chúng nó trong thời gian ngắn trên không trung này trôi nổi cấp 7 nguyên long toàn thân bày biện ra một loại quỷ dị màu vàng kim không phải bình thường nguyên long ám kim sắc mà là có một chân thông thấu màu vàng kim trên thân còn có từng tầng một vòng sáng thỉnh thoảng lưu chuyển mọi người rơi xuống đầu tướng đường vụ cách hướng về làm hiền vũ sẽ nói cấp 7 nguyên long thân thể bản thân không cần phải nhắc nhở tới thủ nguyên luyện tập đều là kim loại hiếm cấp độ cho một chun ta thử một cái công kích trong đó một đấu ta nếu như là cùng được các người giúp ta, nhưng ở ta không có binh hạ gục trước đó, đừng có xuất thủ được không? La Men Vũ trầm giọng nói, tại bảo đảm an toàn của người tình huống phía dưới có khả năng. Đường Vũ Cách nói, yên tâm đi ta có ngũ hành độn pháp, hoặc là hiện tại phải gọi là thiên can độn pháp, chúng nó cái này một loại thần túy kim thuộc tính công kích, không có khả năng tổn thương đến sinh mạng của ta ta muốn bắt đầu lam anh vũ hướng nàng gật đầu đường vũ canh hai mắt híp lại trên người thứ bảy cái hồn hoàn bỗng nhiên thắp sáng lập tức thì thân thể của nàng cấp tốc phát ra biến hóa từng tiếng sáng lên tiếng thiết dài vang lên tiếp theo một cái trước mắt nàng đã biến thành một đầu thân dài khoảng 4 mét kỳ lần bộ sáng thân hình không tính đặc biệt khổng lồ nhưng lại có một chút hư ảo ngũ thải quang máng tại chung quanh thân thể lố chuyển mơ hồ ở giữa còn có mặt khác một đoàn ảm đạm ngũ thải quang máng như là tản ảnh lôi kéo tại sau lưng đường vụ canh thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân được phát động tại võ hồn chân thân trạng thái nàng mặt khá khác hết thể hồn ký đều sẽ bị tăng lên trăm phần trăm càng có thiên canh kỳ lần mạnh mẽ năng lực vị này là lớp thực nghiệm tinh chiến đệ nhất cường xá, cuối cùng là muốn toát ra thuộc về nàng hào quang thiên canh kỳ lân nhảy lên thật cao phảng phất tại trên không trung treo sừng lại giống như vậy tiếp theo một cái trước mắt một sáng một tối hai đạo mỏ vàng bóng mở đột nhiên từ trên người của nàng tách xa chẳng đến ở phía trước nguyên lòng bầy phóng đi một màn kỳ dị xuất hiện mang lớn nguyên lòng bắt đầu hòa tan không sai liền chính là hòa tan cái kia hai đạo quang ảnh những lời đi quá, nguyên long thân thể lập tức là liền giật sẹo ngã xuống, chỉ có lòng nguyên tình không có nhận đến bị thương. Có thể thấy rõ sáng hai đạo khè rãnh cứ như vậy mà xuất hiện ở nguyên long bảy bên trong. Cái kia hai đạo quang ảnh một mực lao xa trăm mét mới chậm chậm tán biến. Thiên canh kỳ lân lăng lược thiên phú, kỳ lân phân thân, mới vừa rồi phân thân mà ra, chính là canh kim kỳ lân cùng với tân kim kỳ lân, phân biệt tại trong biểu thị cho kim nguyên tố dương thuộc tính cùng với âm thuộc tính. Hai lâm kìm nguyên tố kỳ lân những lời đi qua kim thuộc tính nguyên lòng căn bản là không có cách nào ngăn cản bởi vì canh kim kỳ lân cùng với tân kim kỳ lân bản thân thì là tương đương với kim nguyên tố tinh linh nắm trong tay kim nguyên tố biến hóa để dài nguyên lòng đối với kim nguyên tố trưởng khống làm sao có thể cùng với chúng nó so sánh Thiên canh kỳ lân tùy theo lao xá, tốc độ nhanh vô cùng, thân thể của nó đột nhiên chia ra mặt khác là tám đầu kỳ lân, Ngang tàng vọt tới phía trước, tu hợp sang hai đầu kim nguyên tố kỳ lân, nghiền ép vọt tới. Giáp mộc kỳ lân đấu đáo lung tung, hết thể cố gắng ngăn cản tại nó trước người nguyên long, đều như là bị cống cám thân thể đụng như bay. Ất mộc kỳ lân chung quanh, thân thể lại là xây leo lượn lờ, đại biểu cho mộc nguyên tố âm thuộc tính của nó, đem từng con nguyên lòng quấn quanh ở tại chỗ. Bính hỏa kỳ lân bộc phá xả trái mắt mặt trời chi hóa, ánh lửa những nơi đi qua chính là nguyên lòng khắc tính, hàng loạt cấp thấp nguyên lòng thân thể hòa tan đinh hỏa kỳ lân tản massage xa lấm la lấm lét lấm tấm làm sắc hỏa diễm những nơi nó đi quá sâu như là như sỏi trong sướng thiểu đốt lấy nguyên lòng thân thể mậu thổ kỳ lấn theo mặt đất bên mặt mặt bộc phát xa từng sợi ấm đem nguyên lòng húc bay kỳ thổ kỳ lân những địa đại địa sụp đổ vây khốn hàng loạt nguyên lòng nhâm thủy kỳ lấn mang theo dậy sóng sóng nước tản phát xa nguyên lòng Quý thủy kỳ lân thì là phối hợp với kỳ thổ kỳ lân tạo ra địa hình thành đầm lấy, đem cái kia từng còn lâm vào trong nguyên lòng thôn vẽ. Trong lúc nhất thời, mười đầu thiên canh kỳ lân biểu hiện ra